chào mừng cả nhà đã quay lại với du lịch Gáo Vòng nghe cả nhà. Hồi nãy mình dở xong một đống trà rồi, mình đem cá về nấu cơm ăn rồi. Bây giờ tiếp tục dở đống thứ hai. Mời mọi người theo dõi với anh em tôi nha. Đống trà này thì lớn gấp đôi đống trà nãy, hy vọng người cá sẽ có gấp 3 lần đống trà nãy. Mời mọi người dở trà nha. Đây là anh Kiệt Mập là chủ nhiệm chính của câu lạc bộ dở trà, hai tuần dở một lần. Đây là anh Cảnh Gồm là phó chủ nhiệm, tôi đi theo phụ nhưng mà nói nhiều hơn. Mời mọi người theo dõi nha, theo dõi kênh của du lịch Gáo Vòng hôm nay. Cá nhiều lắm nha. Ừ, ông chính nãy em gu lắm. Ông này, ông cuộc gần xong ông lại đây kìa. Đâu rồi ông lại đây. Ông cuộc gần xong rồi gì? Nãy cá mình Vinh nhảy ra ngoài luôn đó, anh quay trễ nha. Thạc anh con cá mình Vinh đó. Nó chết không được, bên đó giờ cao lên mới được để nhảy ra ngoài nữa. Nước lớn nhiều chảy lên tôi lên đó đó. Trên nước vậy á. Tôi lên đó đó. Ôi trời dở lên không nổi. Trời dở bó lên bơi con cá không. Dở lên không nổi. Lộn lên lộn không nổi. À, đẻ luôn rồi, mọi người ơi. Nè. Dở lên. Ồ. Trời bó là sao vậy? Trúng cái mặt. Bó là mình nó dắt mỏi. Chưa đi ra ngoài mới được. Đi ra ngoài người đi. Chủ nhiệm chính đợi đóng trà. Đây đây Phan đợi đóng trà. 1, 2, 3. Đó. Nước rửa tay rồi. Nước đem cho cá gì ăn nè. Giờ đã đóng hai là đem cá nè. Chiều ăn nè. Chiều nay không có cá ăn khô bẹt luôn. À, cột nó lên đi. Nãy cô nhảy giờ đâu không thấy lòng nào nhảy. Nãy nhảy bung bung bây giờ nó nhảy bung bung. Gặp chính lại là anh Nhi sợ. Nhìn mà. Nó vợ trà lặn hụp dữ dằn không? Đó, anh nói xanh này, anh Kiệt Mập này là 3 tuổi dở trà đó, nghe đi theo quậy hoài, nhỏ theo quậy, dở gì. Lông, cái gì? Ồ, bà chốt dữ lông, chốt mấy ông vô. Chốt vô ra trên nè. Chốt tôi bong bong á, đây nè, đây nữa nè, để nhiều quá nè. Rồi đi. Đó, chốt chuột. Chốt nó to béo rồi, có 7 cái này. Chốt nó không có quý à, lộn cá trắng nó không có quý. Quý mấy cá chốt rồi nè. Đó. Đồ. Đã ghê luôn nè. Quá trời cá chốt này nó ú không nè. Xe tay ra để lên. Xe tay ra để lên. Ông này chơi bá đạo nhẹ nhàng. Ê ta đừng đâm tao nghe. Chị ba bảo mấy chú cái mẻ là bảy sĩ về. Chơi dữ không? Cái ừ. Chốt ba bốn ngạnh mà kêu xà tay ra. Cái biển này chắc chiều nay mình no mồi tàu bay u. Rồi bỏ đi. Yeah. À. Thôi để đây cho nó ấy. Cảnh nó đang hút. Nó ra. Nhiều lắm. Nó cái mẻ đó. Nè thử thách này tôi hút cái một là 100 con cá chốt này nè. Đó, này không có nắng rồi nè, đừng chốt nè. Thôi. Ừ. 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 Ê, cái chốt bông này nữa nè. Quá trời nhiều luôn rồi. Bữa nay sao tôi đi. Nó ú lắm thằng ơi luôn á. Nó ú hơn cá chốt kia mình nữa. Đó. Đó. Tiếp tục. Dặn nó lên đi. Anh bên đó còn không? Bên đây còn cá qua nè. Đang qua nè. Ừ. Cá chèn bầu gì mà ú thấy ghê luôn nè. Ừ. Quá trời luôn nhà, ngon. Cá còn ngon không? Đợt này cá còn ngon không à. Thêm. Con cá chốt cho ông Liêm. Hồi trả công ông con cá chốt đi. Rồi. Cá chốt cái này mọi người. Cái giấy đó.
Ôi. Được vậy. À, thấy thèm không? Đó đây cái chốc gáy. Được 100. Cái chốc gáy có 100 g à. Là 120.000 ký á. Trời ơi cái chốc gáy rồi. Đây mình xúc lá cho nó vô được, mình xúc cho tao. Nè nó. Nè tao giỡn vậy, cái gác nó nhảy lên nè đó. Xúc lá. Đúng như gỗ vô là. Nhiều quá. Để được lựa cho nó mau, người lựa. Bữa nay mình lựa dưới sông luôn, không có lên nhà mọi người ơi. Bữa đó rút kinh nghiệm lên nhà lựa cá chứ quen cho ăn bán được chứ. Không ai mua, bữa nay lựa dưới sông luôn. Anh đi mua. Đó. Thì cá đeo chợ bán tiền cũng rồi. Công nhận đúng là bữa nay là ngày của mấy cái chốt bông này luôn nè. Phải sắp rộng ha. Sống sống cho nè. Tự xin cái heo cái gì bán rồi. Đó. Bữa nay là như cái ngày nó vô đây nó ở này nó. Lớn cho nó đã. Bữa nay rút kinh nghiệm vợ nó lớn nha mọi người, không thấy con cá lóc nữa chưa? Để có cái bự gì đâu. Nãy thấy con cá bự không biết cái gì. Con cá bự nằm dưới vậy. Không biết cái gì nữa. Ừ, cái chốt bông. Vợ nước lớn thì cá chốt bông nhiều nè. Trời ơi, nặng lắm. Chốt chốt. Chốt. Đây. Cá con biển. Cá này mình giữ là liên ngu. Nếp quá luôn. Càng này luôn cũng trăm mấy chục ngàn ký. Rồi. Còn nhiều hơn, còn mấy ngàn ký cái cân cá đó năm số ngày cho nên 5.000 bạc. Vậy cá đó cả 100 g á. Ngày ăn con một là đủ rồi. 50.000 ký hả? 100.000 á chứ. 100.000 một ký, con này là cả 100 g á chứ, thấy cái gì đó, cái bụng nó nặng á. Nặng cái bụng á. Cá bán cái chèn bầu á, nặng cái bụng. Cái này mình mới lịch, cây mới này. Đây mình trà ấm rồi thì cá này nè. Dở này dở sáng cả trời thôi. Ủa ông đứng cái gì cũng cao vậy không kìa? Đứng đất. Để nó dở đây đấy. Bên kia là tàu. Cá chốt. Cá chốt. Lần này cá thích giò ha. Lần gọi cá nó gớm. Cùng không. Đó, dùng cái tay tôi đi, dùng cái ghim cái tay luôn. Rồi. Còn hết. Còn hết. Mà dễ gì. Kéo tao coi cái gì bự rồi, giờ tao không có bự đâu, thấy nè. Nhiều hả? Nhiều. Đóng trà thật xanh gì dở hoài, cá còn hoài ba. Chỗ luôn nè. Nó. Tôi dứt tê đậu tay cho tôi đâu giờ tôi đâu ấy. Tôi quất tôi hai bên hai luôn nó dẫn. Lục coi tao bay mất đang khám khám cái đầu á. Cái đầu ông tưởng nó là tưởng cái sọt đó. Đó, cái lục phi vậy á. Đó, có con cá rô phi. Dạ, nó cá rô phi đó mà. Cá rô phi hết hồn rồi luôn. Nó đi đâu? Đó, cái đâu? Đã đi lên. Đây. Một con cá rô phi xong. Một con cá rô phi xong mọi người. Cá này nhỏ quá. Chừng 300-400 g thôi, dục bỏ đấy heo mọi người. Dục bỏ ha anh Kiệt. Ừ. Bỏ nha. Bỏ cho thà không quên. Mệt đâu mệt, lặn khỏe chứ. Lặn khỏe. Gà mạo nặng lắm. Nhớ quên. Đi đâu? Đó. Đó. Cái này hốt bụi rồi mọi người ơi.
đó. Có mấy cá kèn nha, không có đó. Bên này có cá kèn, không có đắng đá. À, để anh móc like được nghe mấy anh em. Móc like nè mọi người, nó chích vô. Chích vô. Có độ anh móc like trắng trắng nè. Giỡ trà nhiệt tình luôn á. Ồ. Quá trời cá luôn à. Cá chốt là phái nhất lũ, là có cái trứng này nè, trứng lầy một bầu luôn. Mê quá, mê luôn. Không có tép nhiều ha, tép cũng không có, ở đây không có tép không. Cả nhà thân mến, thì nãy giờ mấy anh em mình cũng dở trà tích cực, ở đây có ông chú đó, bữa nay không phải anh em mình nghe. Thì mình được thao cá trà bá luôn, có nhiều cá ngon lắm nha mọi người. Mình tạm thời mình kết thúc video ở đây. Nếu cả nhà xem được video hãy đến du lịch Gấu Vòng và trải nghiệm dở trà bắt cá với anh em mình. Nó vui lắm mọi người. Bye mọi người nha. Đã lắm. Bye mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo. Hai tuần sau mình sẽ dở trà tiếp tục.